Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là đội tuyển xứ Wales tới phút thứ 80 đã được trọng tài cho hưởng một quả penalty vì là đội tuyển xứ Wales bị phạm lỗi trong vòng cấm, và trong chấm 11m thì Gareth Bale đã không phụ lòng người hâm mộ và đã ghi bàn và đã dứt điểm thành công, mang về tỷ số làm một điều cho đội tuyển xứ Wales trong cái trận đấu tối hôm nay nha quý vị. Và đây là một cái bàn thắng rất là quan trọng đối với lại là Gareth Bale, vì trước đó thì chính Gareth Bale là một cái cầu thủ tội đồ, thì hiện tại bây giờ thì chính Gareth Bale là người đem về cái bàn thắng này gỡ hòa, và hy vọng rằng 10 phút sắp tới, 10 phút và cộng thêm những cái giây phút mà bù giờ nữa thì sẽ có một cái trận đấu thật là hấp dẫn hơn. Và hiện tại bây giờ thì thật sự là cả hai đội đều đã cố gắng hết mình, và cả hai đội sẽ có những cái giây phút sắp tới thận trọng hơn và có thể sẽ không có tấn công như là ban đầu nữa nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.